Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa vô minh, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa.